chương một hải tặc lính đánh thuê hệ thống bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com ta tài bảo sao muốn có thể toàn bộ cho ngươi đi tìm đi ra đây là thế giới đồ đạc sở hữu đều để ở đó bên trong các nam nhân cũng dương kỳ chạy về phía đại hải thế giới bắt đầu nên đón đại hải tặc thời đại hải tặc vương gôn dê roger để sở hữu lựa chọn theo đuổi tự do thế giới mang theo từng người mộng tưởng hướng về đại hải bay vọt mà toàn bộ đại hải cũng triệt để bạo loạn đại hải trình tân thế giới trở thành đại hải tặc vùng giao tranh sambodia quần đảo ở vào đại hải trình trung gian đất đỏ đại lục phía trước do vì đến tân thế giới phải qua đường vì lẽ đó nơi này tụ tập đông đảo hải tặc thương nhân cùng thợ săn tiền thưởng nhìn người đến người đi đường đi một người mặc bạch y hát sắc tóc ngắn hai mắt thỉnh thoảng né qua ánh sáng lạnh anh Tuấn thiếu niên không tự chủ được khẽ cười một tiếng, đi tới một cái thú vị thế giới. Thiếu niên mặc áo trắng tên. Gia rất bá khí tên, cũng là một cái người xuyên Việt, trước là bộ đội đặc chủng bởi vì một số nguyên nhân bị ép thối ngủ, cuối cùng thành lập một đội lính đánh thuê. Thời gian 5 năm, từ một cái lặng lặng vô danh tiểu đội, biến thành một đội vì là uy danh hiển hách đội ngũ, chỗ đi qua cũng đại diện cho máu tươi, đại diện cho chiến tranh, đại diện cho tẩy lễ. Thất Vũ Hải, Tứ Hoàng, quân cách mạnh, hải quân, thế giới chính phủ, ngũ đại thế lực sao, như vậy gió dục mây vần thời đại làm sao có khả năng thiếu ta đây? Gia Su cũng không nghĩ tới lại xuyên việc đến đảo quốc động mạng thế giới bên trong, vốn là ở chính giữa đông chấp hành nhiệm vụ, một đạo lưu hành đột nhiên hướng về hắn đập tới, sau đó cứ như vậy xuyên việc, trong tiểu thuyết cẩu huyết tình tiết cũng bị hắn gặp gỡ. Mặc dù là lính đánh thuê, thế nhưng trước làm một tên quân nhân, đối với đảo quốc hắn không có hảo cảm, thế nhưng không phải không thừa nhận quốc gia này có hai đại ưu điểm, một cái là nhỏ điện ảnh hành nghiệp, còn có một cái là anime. Mà trừ chiến tranh ra, hắn liền thích xem xem anime, hải tặc vương loại này kinh điển nhiệt huyết mạo hiểm anime cũng xem qua. Đi tới Sambodia quần đảo ba ngày, hải tặc, hải quân cũng không phải hắn lựa chọn bên trong, châm ngôn nói thật hay muốn làm giàu, đi đường xưa, lính đánh thuê, Gia Su lựa chọn lão bổn hành. Thế giới này có thợ săn tiền thưởng, nhưng là cùng lính đánh thuê hoàn toàn là hai khái niệm. Lính đánh thuê chỉ cần có tiền, vậy thì cái gì cũng có thể làm, mà thợ săn tiền thưởng chỉ có thể đánh một chút hải tặc mà thôi. Vì cái này đại thời đại cống hiến một phần lực lượng, chuyện như vậy Gia Su thế nhưng là phi thường yêu thích làm. Đại não đang suy tư, tâm tư ở chiếu lại, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, theo thanh âm nhìn lại, Gia Su Lý khác câu lên một vệt ý cười. Một người mặc hoa lệ, mang trên đầu cái trong suốt chụp lồng thủy tinh mà Gia Hỏa eo đi tới, tay nắm một con chó liên, mà xích chó khóa lại không phải chó, mà là người, mà người chung quanh cũng quỳ trên mặt đất, căn bản cũng không dám ngẩng đầu. Thiên Long nhân sau, Gia Su cười gằn nhìn còn kém trên mặt viết lão tử là quý tộc Gia Hỏa, biết rõ cái tên này chính là Thiên Long nhân, trừ những này rác rưởi, không có ai lớn lối như vậy. Bất quá, những người này thật là có khoa trương tiền vốn, sau lưng có thế giới lớn nhất tổ chức to lớn, thế giới chính phủ, còn có số một chó săn hải quân, Gia Su lắc đầu một cái, thiên long nhân cùng hắn không có quan hệ, hiện tại không cần thiết trêu chọc những người này, không phải vậy hải quân đại tướng liền sẽ đến tập. Tích Mạnh nhất lính đánh thuê hệ thống khởi động, thành công phát động lần đầu nhiệm vụ, săn giết thiên long nhân, Muga rút thánh, nhiệm vụ thời gian, 24 giờ, nhiệm vụ khen thưởng, mở khóa vương giả đẳng cấp lính đánh thuê, thanh liên kiếm tiên. Lý Bạch, trong đầu nhắc nhở liên tiếp thanh âm, Gia Su có chút mộng, sau một khắc phản ứng lại, trên mặt lộ ra nét mừng, ngón tay vàng xuất hiện, hơn nữa còn là lính đánh thuê hệ thống, thanh liên kiếm tiên. Lý Bạch, đây chính là đại danh nhân à, A, hoa quốc kia cá nhân không biết hắn đại danh. Biểu biểu chính cầm cây roi ở đánh người Muga rút thánh, Gia Su im lặng không lên tiếng lui xuống đi. Hiện tại trước tiên hiểu biết người lính đánh thuê này hệ thống lại nói, muốn nhất định phải người này, chờ buổi tối lại nói. Tìm một cái nhà người ở thư thất quán ba, tùy tiện điểm một chén thanh tửu, Gia Xu liền không thể chờ đợi được nữa dùng đại não tại cùng hệ thống giao lưu, chưa từng ăn heo nhục, còn chưa từng thấy heo chạy sao, Tiểu Thuyết không cũng nói như thế sao? Cái kia, ta liền gọi ngươi quản gia đi, nói một hồi lính đánh thuê hệ thống tác dụng còn có vừa lý bạch là tình huống thế nào gia xu trên mặt lộ ra vẻ chờ mong muốn tổ chức lính đánh thuê tiểu đội vậy được viên là ắt không thể thiếu trước hắn vẫn còn ở sầu vấn đề này không nghĩ tới ngón tay vàng liền xuất hiện tổ chức một cái lính đánh thuê tiểu đội vậy khẳng định không thể nào là trước như vậy thành viên súng dị thần cái gì binh vương đều là đi đời nhà ma phỏng chừng một cái hải quân thiếu tá liền có thể hoàn ngược trừ phi là dị năng giả hơn nữa có tiếng cường giả cũng có tổ chức Gia Su cũng không nhận ra chính mình có cái gì vương bác chi khí, hổ khu chấn động, tứ hải uy phục, đều là vô nghĩa. Một canh giờ qua đi, biểu biểu có chút quen thuộc bà chủ, Gia Su không có hỏi nhiều, ném một viên bảo thạch, sau đó lặng lẽ rời đi, đã biết mạnh nhất. Lính đánh thuê hệ thống là một cái gì tồn tại? Được rồi, mạnh nhất hai chữ nhất định phải cường điệu, là cái kia quản gia giải thích, hiện tại Gia Su đã đợi không kịp, hiện tại liền muốn đi làm thịt cái kia thiên long nhân, nếu cái gì hải quân đại tướng, chờ về sau lại nói trải qua dò hỏi, nhìn trước mắt hào hoa cực kỳ căn phòng lớn, gia Xu lý khác câu lên một vệt tàn nhẫn cười gằn, thật không tiện, vì ta lý bạch, chỉ có thể để ngươi xuống địa ngục. Người nào, không biết nơi này là vĩ đại thiên long nhân địa phương sao, hai cái đại hán áo đen lạnh lùng nhìn gia Xu tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng hay là hướng về hắn áp sát. Biết rõ, cũng là bởi vì như vậy, vì lẽ đó ta mới lại đây, không phải vậy, ta còn thực sự không nghĩ đến cái này dơ bẩn địa phương, gia su cười nhạt một tiếng, vĩ đại. Cái từ này thật giống cùng những tên kia không dính dáng đi. xèo. Quỷ mị thân ảnh trực tiếp bạo xuất ra đi, gia su trong nháy mắt liền xuất hiện ở hai cái đại hán áo đen trước người, hai tay mang theo từng trận tàn ảnh trực tiếp khắc ở hai người trên đầu. Răng rắc. Xương sọ vỡ tan, hai người mắt trợn tròn, thật không thể tin nhìn trước mắt nam nhân, tất cả những thứ này cũng quá nhanh, bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng được, Gia Su lại thật động thủ, muốn biết rõ bọn họ thế nhưng là thiên long nhân thủ hạ. Ngu ngốc. Gia Su sẹp sẹp, xem thường nhìn Hóa Thành Băng Điêu hai người, hắn có thể nhìn ra được hai người này có chút thực lực, cũng không biết có phải hay không là rất lâu không có chiến đấu qua, hay là khiếp sợ chính mình đột nhiên ra tay, hiện tại chỉ có thể mang theo liên tiếp khiếp sợ xuống địa ngục. PS trước tuyên bố cắt bỏ, bởi vì không có ngay lập tức vào kho, ta phiền muộn, hay là cảm tạ vải xanh ngẫu, thánh ngân xích vũ khen thưởng, converter. Lạc tử Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.